Buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà đẹp một trệt một lầu tại trục đường Cây Trâm thuộc phường 9 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà đẹp hẻm thông, hẻm rộng tới 8m thông nha quý anh chị. Với diện tích ngang 4, sâu vào 11m, nở hậu ra 5m nha anh chị. Một căn nhà nở hậu đều 5m, 4 nở hậu 5, dài 11m nha. Giá bán chỉ có 4 tỷ 900 triệu đồng thôi. Căn nhà mình hướng chính Bắc, phù hợp với nhiều quý vị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Một căn nhà một trệt một lầu sẽ có 2 phòng ngủ, 3 vệ sinh và có ban công để giặt phơi đồ. Chỉ có 4 tỷ 900 triệu đồng thôi, tặng full nội thất trong nhà. Căn nhà xây mới hoàn toàn, đường trước nhà là con đường rộng tới 8m. Đường rất là rộng, có vé hè và đường thông hẻm một xẹt của trục đường chính Cây Trâm phường 9 nha quý anh chị. Căn nhà vị trí rất là hấp dẫn, rất là tuyệt luôn. Anh chị mua để ở làm văn phòng công ty hoặc chúng ta mua cho thuê cũng được. Chỉ có 4 tỷ 9 thôi, vẫn còn bớt nữa nha anh chị. Một căn nhà đẹp, ngang 4, nở hậu ra 5m, độ dài 11m nha mọi người. Hướng chính Bắc, đoạn phía bên này thì rộng được khoảng tầm 5m nha. Và khu nhà mình rất là thoáng, khu nhà hiện hữu lâu đời rồi. Chúng ta cùng em di chuyển vào khu vực phía bên trong. Sẽ được ốp nhựa ở phía dưới đáy ban công, một lớp cổng sắt có kính cường lực, bên trong thì có rèm cửa. Phía trong đây sẽ là không gian phòng tiếp khách, được ốp gạch 80 và tường được ốp nhựa PVC, cũng như trên có đèn chùm thạch cao, đèn LED và đèn dọi. Dưới thì được tặng sofa nha mọi người. Nở hậu ra 5m, nở hậu đều nha. Và dài được 11m, ngang đầu trước là 4m nha anh chị. Chỉ có 4 tỷ 900 triệu đồng thôi. Vị trí đẹp, hấp dẫn và ở đây thì gần với công viên làng hoa. Chúng ta di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất thì khoảng tầm đi khoảng tầm 15 phút đồng hồ thôi. Khu vực này thì đầy đủ tiện ích xung quanh và rất là rộn nhịp nha. Bên trong thì có làm tủ rượu, cầu thang ốp đá hoa cương, tay vịn gỗ găm xe và sử dụng sắt đặc sơn trắng làm lan can. Phòng bếp thì sử dụng tủ bếp của An Cường luôn nha. Căn nhà giá bán chỉ có 4 tỷ 9 thôi. Những anh chị khách hàng nào nếu mà quan tâm muốn mua căn nhà giá rẻ này hãy gọi trực tiếp về tem Hưng để được đi xem. Chúng ta muốn được thương lượng giá tốt thì hãy gọi về bên em nhé. Bên trong này có tặng bàn ăn, có tủ rượu và bên này là khu vực phòng bếp có tặng lại máy hút khói rồi. Nhà giá rất là êm nha anh chị, 4 tỷ 9 thôi, hẹp xe hơi trước nhà. Và chúng ta mua thì anh chị có thể sửa thêm, làm thêm phòng ngủ phía trên được nha. Căn nhà mình xây mới và có làm dàn móng rất là chắc chắn rồi. Chúng ta có thể làm thêm khoảng sân thượng, phòng ngủ ở bên trên được. Chúng ta đúc thêm lầu để làm thêm phòng ngủ được nha. Vị trí rất là hấp dẫn luôn. Đường một xẹt, đường thông tới 8m. Anh chị nào có thắc mắc, có nhận xét gì thì hãy bình luận xuống dưới video. Và Hưng sẽ trả lời 24/24 trên cho anh chị. Và cùng em di chuyển lên không gian lầu 1 nha. Lầu 1 chúng ta sẽ được bố trí 2 phòng ngủ nha mọi người. Phòng ngủ thì đã được làm nội thất sẵn rồi. Ốp sàn gạch giá gỗ, giường 1m6, cả vén đệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh. Bên ngoài thì chúng ta có ban công để máy giặt và phơi đồ. Nếu anh chị nào chúng ta muốn làm thêm 1-2 lầu nữa để làm sân thượng và thêm phòng ngủ thì cũng có thể làm được. Có lan can lầy inox kính cường lực luôn. Giá bán có 4 tỷ 9 thôi, bán rẻ coi như chúng ta mua tiền đất thôi. Đã có hết nội thất rồi, máy lạnh, tủ quần áo, giường đệm, quạt treo tường. Căn nhà hướng Bắc nha anh chị, vị trí đẹp, hẹp thông. Di chuyển về phía giữa đây sẽ là không gian nhà vệ sinh nha. Nhà vệ sinh số 2 nằm phía trên nha mọi người. Bên này là phòng ngủ số 2 này. Phòng này thì rất là rộng rãi, thoáng mát. Có giường 1m8, tủ và cái tivi, máy lạnh. Rất là rộng nha anh chị. Đấy, giá bán chỉ có 4 tỷ 9 thôi, vẫn còn bớt. Anh chị nào thích hoặc là quan tâm hãy gọi trực tiếp về tem Hưng. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.